Lời Phật dạy, khi khó khăn, hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta, phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú, không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt, và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ,
ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo, nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ, đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong, quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu, không tin. Và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của Ngài, thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường vượt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ. Thế mà oải oăm thay, mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bảo đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng. Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, trí chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác táng, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng nếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn,
vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay, vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau, vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính, nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ, chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta, bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu, nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa thì thành công mới thực sự đến với con."
Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước, bi quan. Họ đâu biết rằng, bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai.
Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Có ai trên đời này lại không muốn mình được hạnh phúc? Nhưng cách để đón nhận hạnh phúc cũng như tạo ra hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Dưới đây là những triết lý cổ xưa nhất của Đạo Phật về hạnh phúc và trở thành người hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn và tôi đều không phải là những người đầu tiên tự hỏi làm thế nào để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Thứ nhất, bản thân của cuộc sống không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cách bạn nhìn nhận nó. Thứ nhất, bản thân cuộc sống không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cách bạn nhìn nhận nó. Hãy thử tưởng tượng mà xem. Chuyến bay của bạn vừa bị delay và bạn phải ngồi chờ ở sân bay hàng giờ liền. Lúc này bạn thường có hai dòng cảm xúc: chán nản, tức giận với việc phải chờ đợi, hoặc bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi thay vì bị lắc lư trên một chuyến bay đông người, và điều đó khiến bạn hạnh phúc. Từ tình huống trên, chúng ta dễ nhận thấy bản chất của chuyến bay bị trễ chỉ có một, nhưng lại có nhiều cách để ứng xử với nó. Không phải chuyến bay, mà cách bạn lựa chọn để đón nhận nó sẽ quyết định đến cảm xúc và sự hạnh phúc của bạn. Trong cuộc sống sẽ có những hoàn cảnh khó khăn, bất lợi mà chúng ta không thể thay đổi. Điều chúng ta có thể thay đổi chính là cách nhìn nhận vấn đề của bản thân. Phật dạy rằng, bản thể của chúng ta được hình thành từ suy nghĩ. Gieo suy nghĩ gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Bằng suy nghĩ, con người có thể kiến tạo ra thế giới theo cách riêng của mình. Thứ hai, nhẫn một chút, sống yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta thường dễ vui, dễ buồn và thường phản ứng rất nhanh với mọi thứ xung quanh theo bản năng. Càng lớn lên, việc bộc lộ cảm xúc sẽ bị hạn chế lại. Không phải chúng ta trở nên vô cảm, mà đơn giản chỉ là chúng ta học được cách kiềm chế cảm xúc. Khi cuộc sống xảy ra vấn đề, có người chọn cách phản ứng lại bằng những cảm xúc tiêu cực. Có người lại bình tĩnh, hít thở thật sâu để cho lý trí cân nhắc phương án giải quyết. Với tiếp người thứ hai, họ có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt. Họ biết cách lùi một bước để thấy được toàn cảnh của vấn đề. Người khôn ngoan luôn bình tĩnh trong khủng hoảng. Họ có thể lùi lại và nhìn thấy toàn cảnh rộng lớn hơn. Họ suy nghĩ chín chắn và có sự phản tỉnh. Họ nhận ra giới hạn tri thức của bản thân, luôn tỉnh táo để xem xét đến những khía cạnh thay thế. Trong Phật giáo, việc lùi bước này được đúc kết thành câu châm ngôn nổi tiếng: nhẫn một chút, sống yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.
lùi một bước không phải yếu hèn, mà là cảnh giới của trí tuệ, và đó là một triết lý của hạnh phúc. Thứ ba, học cách chấp nhận để thấy cuộc đời đẹp hơn. Theo Đạo Phật, căn nguyên của mọi nỗi khổ trên đời là do ham muốn của con người. Tâm sinh ham muốn quá nhiều mà không đạt được, ấy là khổ đau. Vậy nên, khi đối diện với thực tế cuộc sống, những chuyện đau lòng hay thực sự uất ức, chúng ta cần phải biết chấp nhận rằng mọi thứ trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của chúng ta. Nếu bạn không thay đổi được sự việc, vậy thì bạn nên học cách chấp nhận nó. Con người chúng ta thường khổ sở, chạy theo những thứ phù phiếm, xa vời. Vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy? Hãy tập buông bỏ. Buông được bao nhiêu, chính là bạn đang giúp bản thân bớt đi nỗi buồn khổ bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác làm bạn đau khổ. Nỗi đau khổ này đến từ chính bạn. Khi bạn học được cách chấp nhận, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho mình về sau. Học được cách chấp nhận và buông bỏ cũng chính là lúc bạn đang tiến dần về phía chân trời hạnh phúc, an lạc. Thứ tư, sống thật với cảm xúc của bản thân. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ rơi vào những tình huống không mong muốn. Điều đó đem lại những cảm xúc tiêu cực, những lo âu, bất ổn. Có thể bạn sẽ tìm cách né tránh hoặc lờ chúng đi. Nhưng những cảm xúc tiêu cực không dễ bị mất đi. Né tránh chưa bao giờ là cách hay để đối mặt với một vấn đề. Bởi vì con đường ngắn nhất để ra khỏi khủng hoảng là đi xuyên qua nó. Những tình huống xấu nhất chính là cơ hội để bạn thể hiện bản lĩnh và năng lực của mình. Không trải qua mưa bão, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Không phải cứ trốn tránh khó khăn là sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Ngược lại, nó chỉ làm cho nỗi đau trở nên sâu sắc hơn. Hãy đối mặt và đừng phủ nhận điều đó, bởi những cảm xúc lo lắng, sợ hãi khi gặp khó khăn là khởi nguồn của sự không hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống. Thứ năm, hạnh phúc chính là hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Hầu hết những gì bạn suy nghĩ dường như đều hướng về tương lai hoặc quay lại quá khứ. Có rất ít những suy nghĩ được dành cho hiện tại. Tư tưởng của chúng ta có thói quen bị cuốn hút về quá khứ mà ta cho là tốt đẹp hơn hiện nay, hoặc là mơ mộng vươn đến tương lai với những diễn ảnh mà ta hy vọng là sẽ vượt xa hiện tại. Những tư tưởng này làm cho ta thấy thích thú, và nhất là nó giúp ta né tránh không phải đối mặt với những khó khăn đang xảy ra trong hiện tại. Vì thế chúng ta không lấy làm lạ khi mỗi lần gặp nhiều khó khăn thì dường như người ta lại càng hay nghĩ nhiều về quá khứ. Nhưng một tâm trí lang thang chưa bao giờ là một tâm trí hạnh phúc, bởi vì khi xa rời hiện tại, chúng ta bị sao nhãng khỏi các hoạt động hàng ngày, khỏi mục đích sống mà mình đề ra. Đức Phật dạy rằng bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Thứ sáu, tình yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc. Phật dạy rằng, hận thù không thể quá giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. Lòng ta ôm hận thù, ghét bỏ, vậy thì chính chúng ta mới là người cảm thấy mệt mỏi đầu tiên. Hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi. Không phải lời nói, những gì bạn làm mới là thứ tạo nên con người của chính bạn. Một con chó tốt không phải vì nó sủa giỏi. Một người tốt không phải vì anh ta nói hay. Đừng quá để tâm đến những thứ hào nhoáng bên ngoài. Không phải vì chúng ta nói năng trôi chảy, hứa hẹn đủ điều mà sẽ có được lòng tin của người khác. Phật răn rằng, con người ta sống trên đời phải biết yêu thương
chia sẻ với mọi người. Khi ấy, hạnh phúc sẽ được nhân đôi, còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa. Cũng giống như một ngọn nến có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác. Cuộc đời của ngọn nến ấy được tiếp nối và không bao giờ tàn lụi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy và để yêu thương hạnh phúc lan tỏa khắp thế giới này. Đức Phật chỉ ra 5 đặc điểm người mang mệnh khổ. Có những lần bạn gặp một người ăn xin, nhưng tấm lòng của họ rất thơm thảo, dù bản thân đang là một người rất khó khăn, nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ phần đồ ăn mình đang có trên tay cho một người khác. Bạn sẽ tự hỏi tại sao họ tốt như vậy mà vẫn khổ cực. Từ tốt mà chúng ta vẫn hiểu đang quá chung chung, vì cũng chính người làm việc tốt với bạn nhưng lại đã và đang đi hại người khác. Đức Phật đã chỉ ra những đặc điểm người mang mệnh khổ sau đây để bạn tự nhắc nhở bản thân và tìm cách phòng tránh. Thứ nhất, kẻ quên đi chữ hiếu. Nếu bản thân đang rơi vào cảnh khổ, đừng chỉ dừng lại ở việc cố gắng kiếm tiền để thoát nghèo mà quên đi việc hiếu thuận cha mẹ, vì chắc chắn số tiền bạn kiếm chẳng được là bao. Nếu may mắn, cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống tạm bợ hiện tại. Ngoài làm việc, hãy dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ, vì chỉ có lòng hiếu thảo mới thực sự giúp bạn thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn trong tương lai. Thực tế là trong cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, thì có rất nhiều việc chúng ta phải làm, phải hoàn thành mỗi ngày. Nhưng đừng vì thế mà quên đi cha mẹ vẫn đang mong ngóng chờ tin bạn. Dù một cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn thôi cũng đủ làm cho họ an lòng. Bạn nên biết đặt chế độ ưu tiên của mình ở đâu, và ưu tiên nhất vẫn luôn nên là bố mẹ mình bạn nhé. Theo lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, thì cha mẹ là phúc điền, nơi nuôi dưỡng phúc đức lớn nhất trên thế gian này. Thời Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp: Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Người sinh ra và nuôi dưỡng bạn nên người có công lao vô cùng lớn lao. Vì thế, khi bạn làm họ vui, hạnh phúc thì phúc đức của bạn càng tăng trưởng nhanh chóng. Vì thế, thay vì cố gắng tìm vận may ở nơi nào xa xôi, thì hãy hiếu kính cha mẹ. Khi làm được việc tốt ấy, bản thân sẽ cảm thấy an lòng, tĩnh tâm, trở nên sáng suốt hơn, công việc nhờ thế mà êm xuôi, sự nghiệp cứ thế mà tinh tiến. Thứ hai, kẻ hay oán hận. Có những người đeo đầy vàng ngọc kim cương, nhưng tại sao họ vẫn cảm thấy khổ sở với cuộc sống hiện tại? Họ chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc khó yên. Thực ra, mệnh khổ của họ nằm ở trong tâm, nhưng họ đâu có biết. Lời Phật dạy về hận thù đã cho chúng ta biết rằng, sự oán hận chỉ khiến ta mãi chìm đắm trong nỗi đau khổ không bao giờ chấm dứt được. Khi không buông bỏ được nó thì tâm oán thù đó vẫn cứ đeo đẳng ta từ kiếp này tới kiếp khác. Lòng oán hận cứ như thuốc độc đang âm thầm giết dần giết mòn tâm trí họ và làm tổn hại âm đức. Đức Phật đã căn dặn rằng một lần oán hận có thể hủy hết cả công đức mà bạn tích góp trong nhiều kiếp. Thực tế, đã có người anh vì tức giận việc người em mượn mình số tiền lớn mà không chịu trả, khó chịu vì em vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nuôi hận đã lâu, người anh chờ cơ hội ra tay giết hại gần hết gia đình người em. Thế mới thấy rằng oán giận là nguồn gốc của tất cả tội ác. Do đó, đừng xem nhẹ sự oán hận dù nhỏ bé thế nào đang bắt đầu dấy lên trong lòng mình. Nó chính là cội nguồn của cuộc sống khổ cực, khó khăn của bạn trong tương lai. Nếu bản thân nhận ra mình đã mang mệnh khổ,
chỉ vì lòng hận thù, thì hãy quay trở về cội nguồn, gốc rễ vấn đề. Đôi khi đó không chỉ là tiền bạc, mà còn là ở tâm tính. Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, quá giải hận thù, sống từ bi, hỷ xả, để tâm được an vui, rồi may mắn sẽ ghé thăm cuộc sống của bạn. Khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế để đừng nói ra những lời nặng nề, gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, hít dài hơi thở thật sâu, tự trấn tĩnh rồi dịu xuống, tìm cách hóa giải nó trong tâm trí của mình. Thứ ba, kẻ sống vô ơn. Theo lời Phật dạy về lòng biết ơn, trân trọng thứ mình đang có, bạn sẽ có nhiều hơn. Điều này có nghĩa là khi bạn làm điều ngược lại thì cuộc sống của bạn sẽ thiếu thốn khổ sở. Thực tế là những người mang mệnh khổ hay phàn nàn mọi thứ, đổ lỗi và chỉ trích, như thể bản thân là người tốt, chỉ có mọi người sống lỗi với họ vậy. Họ tỏ ra mẫu mực, còn người khác sai trái, rằng ông trời bất công không ghi nhận nỗ lực của họ. Họ quên đi rằng cuộc sống hiện tại của họ đã may mắn hơn so với vô số những người ngoài kia. Bản thân vẫn có cơm để ăn, quần áo để mặc đã là quá may mắn rồi. Thế nhưng họ lại không nhận ra điều đó. Dường như họ không hề biết tới khái niệm lòng biết ơn để hiểu ra rằng họ đang hưởng rất nhiều ân huệ của rất nhiều người xung quanh mình. Đức Phật đã dạy về lòng biết ơn rằng có hai hạng người này: này các tỳ kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hay? Người thi ơn trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này: này các tỳ kheo, khó tìm được ở đời. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng dạy rằng còn biết ơn là còn hạnh phúc. Vì thế hãy luôn học cách tỉnh thức, biết ơn mọi thứ mình đang có, thay vì than phiền trách móc vì những thứ mình chưa có. Có thể bạn thắc mắc, kẻ sống vô ơn là đặc điểm người mang mệnh khổ. Thế nhưng bạn vẫn thấy rất nhiều người như thế vẫn có được cuộc sống sung sướng đây thôi. Thực tế những gì mà họ có rất tạm bợ. Nay mai họ sẽ rơi vào cảnh cơ hàn vì chính tính xấu này của mình. Hiện tại họ như thế, nhưng không ai đảm bảo tương lai của họ sẽ tiếp tục an vui, hạnh phúc. Thứ tư, kẻ sát sinh. Sát sinh với bất cứ lý do gì thì đều không tốt. Giết hại loài vật khác luôn là điều không nên, vì ai cũng ham sống sợ chết. Khi một người sát sinh, họ đã gieo rắc khổ đau cho người khác. Theo nhân quả thì chính kẻ đó cũng không thể có được một cuộc đời sung sướng an vui. Hay sát sinh thì ắt mệnh khổ, đã là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng sinh từ bao lâu nay. Vì theo Phật giáo, trong tất cả các tội nghiệp thì sát sinh là tội nặng nhất. Thế gian này là một chuỗi dài nhân duyên tương tàn, tương sát lẫn nhau. Nên với lòng từ bi vô hạn, Phật không cho người xuất gia giết hại dù chỉ trong tâm tưởng. Người tại gia thì hạn chế tối đa việc giết hại các loài vật, cho đến khi nào giữ được trọn vẹn mới thôi. Thế nhưng, sự thật là trong cuộc sống thường nhật, rất nhiều người không để ý việc này. Họ thường chọn những công việc gây hại tới nhiều loài vật khác và cho rằng bản thân cần phải mưu sinh. Dường như họ đã có nghiệp phải dính mắc vào đó nên không thể thoát ra được. Hơn nữa, họ cũng không đủ trí để nhận ra điểm sai của mình ở đâu cho đến khi tai họa ập đến. Vì thế, để đảm bảo tương lai không rơi vào hoàn cảnh khổ cực, thì ngay từ bây giờ, bạn cũng cần chọn lựa nghề nghiệp chân chánh để không làm tổn hại cho người và cho vật. Thứ năm, kẻ hay đơm đặt chuyện thị phi. Một trong những đặc điểm người mang mệnh khổ mà ít ai ngờ tới, đó là kẻ thích nói chuyện thị phi. Họ thích tìm vui
qua những câu chuyện mà bản thân thiêu dệt giết thời gian quý giá của mình bằng những buổi chuyện trò vô bổ. Họ vô tình làm khổ người khác, thậm chí đẩy người ta tới đường cùng chỉ bằng câu chuyện thiếu cơ sở của mình, mà cứ tưởng bản thân là người trượng nghĩa, đứng về lẽ phải. Nhân quả rất công bằng. Họ gieo đau khổ cho ai, họ sẽ nhận về tương ứng. Vì thế, bản thân những người này đang tự bước vào cõi khổ mà không hay. Hơn nữa, thời gian là vàng bạc. Trong khi họ mãi buông chuyện, thì những người chăm chỉ kiếm tiền ngoài kia đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày. Vì thế, đừng trách vì sao lại rơi vào cảnh khổ, nguyên nhân do chính họ mà thôi. Đức Thế Tôn từng căn dặn đệ tử của mình cần nỗ lực tinh hóa khẩu nghiệp bằng cách không nói lời bịa đặt để gây đau khổ cho con người. Thay vào đó, ta nên chọn lời thiện lành mang lại sự lợi ích an lạc cho mình và cho nhiều người. Được như vậy, lời nói trong giao tiếp giữa mọi người trên cuộc đời này sẽ tạo nên môi trường sống thương yêu, hiểu biết, hòa hợp, an vui. Để lời nói có giá trị, Phật dạy: thành tựu năm chi phần. Này các tỳ kheo, các lời là thiện thuyết không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với từ tâm. Có thể thấy, dù bản thân có mang những đặc điểm trên, thì chính ta vẫn có thể tìm cách thay đổi. Chỉ cần làm ngược lại những đặc điểm này, ta sẽ không phải rơi vào cảnh khổ. Hãy ý thức bản thân rèn luyện từng ngày, từng giờ. Vì chỉ có như thế mới giúp cho vận mệnh được thay đổi, dần dần phước đức trí tuệ tăng trưởng nhiều lên và sẽ có ngày ta có được cuộc sống như mơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử cùng quý khán thính giả, cuộc đời quả thực không phải là toàn vẹn. Chúng ta sống trên đời gặp phải những sóng gió. Ít có ai có được cuộc đời bằng phẳng từ ngày sinh cho đến lúc nhắm mắt. Cuộc đời là sóng, cho nên gọi là biển đời. Biển có bao giờ không có sóng? Chúng ta nhớ tám ngọn gió trong kinh Phật nói thường xuyên thổi đến với mọi chúng ta, gọi là bát phong: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ và lạc. Theo luật nhân quả, mọi việc làm, mọi lời nói, mọi ý niệm đều dẫn đến một kết quả. Những lời lẽ thâm độc, làm nhục người khác chính là thể hiện người đó thiếu đạo đức, thiếu văn minh, từ đó hạ thấp uy tín của bản thân. Lời nói ác khẩu, sỉ nhục là đang đẩy con người vào con đường tội lỗi. Việc bị sỉ nhục thuộc một trong bát phong của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Đây là ngọn gió hủy, hủy nhục mình, sỉ nhục mình, vu khống cho mình, làm nhục mình. Đấy là một ngọn gió, nó sẽ đến trong đời chúng ta, không ít thì nhiều, không nặng thì nhẹ. Không mấy ai được toàn vẹn, đến Đức Thế Tôn của chúng ta còn bị người ta hủy nhục, ganh ghét đố kỵ, ác hại Phật. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn còn bị, huống hồ là chúng ta. Cuộc đời này không bằng phẳng êm đẹp, luôn tồn tại sóng gió. Ngay cả Đức Phật Thích Ca, bậc trí tuệ toàn giác, có tâm từ bi, yêu thương tất cả chúng sanh, vẫn còn bị sỉ nhục lăng mạ. Vì vậy, chúng ta bị sỉ nhục, đố kỵ cũng là điều hết sức bình thường. Hãy lắng nghe những câu chuyện sau đây để biết Đức Phật đã hành xử như thế nào khi bị sỉ nhục. Câu chuyện thứ nhất. Khi còn tại thế, một lần Đức Phật đi giáo hóa tại vùng Bà La Môn. Khi đến đây, các tu sĩ Bà La Môn
thấy đệ tử của mình đi theo Đức Phật quá đông, cho nên sinh lòng ganh ghét. Họ ra đón đường mắng chửi Đức Phật. Trước những lời nhức móc, sỉ nhục khó nghe, Đức Phật vẫn đi thong thả, còn những người kia tiếp tục đi theo sau để chửi. Thấy Đức Phật thản nhiên, các tu sĩ Bà La Môn càng thêm tức giận, chặn Đức Phật lại hỏi: "Cồ Đàm có điếc không?" "Ta không điếc." "Ngài không điếc sao không nghe chúng tôi chửi?" "Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng, họ không nhận thì quà đấy sẽ về tay ai?" "Quà ấy về tay tôi chứ ai." "Cũng vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi." Câu chuyện thứ hai. Một ngày nọ, khi Đức Phật đang ở trong tịnh xá giữa rừng trúc, có một tu sĩ theo đạo Bà La Môn mang vẻ mặt hùng hổ xông vào. Bởi vì những người thân trong gia tộc của tu sĩ Bà La Môn này đều xuất gia theo Đức Phật, khiến người này vô cùng tức giận, độc mồm độc miệng, chửi bới xối xả Đức Phật. Trước những lời nói khó nghe, Đức Phật chỉ im lặng và với sự vô lý của người này. Đợi cho đến khi ông ta chửi xong, Đức Phật hỏi: "Bà La Môn à, nhà ngươi có khi nào đột nhiên có khách không?" Bà La Môn vẫn tức tối đáp: "Đương nhiên là có, hà tất chi phải hỏi?" Đức Phật điềm tĩnh hỏi tiếp: "Vậy có khi nào ngươi làm cơm tiếp đãi họ không?" Bà La Môn tỏ vẻ khinh thường trả lời: "Đương nhiên là có." Phật Đà lại tiếp tục hỏi: "Giả sử lúc đó vị khách từ chối không ăn, vậy thì những món ăn này thuộc về ai?" Bà La Môn trả lời: "Nếu khách không ăn, tất nhiên là tôi phải ăn rồi." Đức Phật nhìn Bà La Môn với ánh mắt từ bi, Ngài nói: "Bà La Môn à, hôm nay người đứng trước mặt ta nói những lời xấu tệ, nhưng ta không nhận chúng. Những lời nhục mạ này cũng giống như những món ăn kia. Nếu ta không nhận thì chẳng phải người sẽ phải nhận hết hay sao?" Sau đó Đức Phật thuyết giảng: "Người căm giận mình căm giận lại là chuyện không nên. Người khác căm giận mình không căm giận họ, chính là đã đạt được hai thành công. Dùng chánh niệm tự trấn tĩnh chính là chiến thắng chính mình, cũng là chiến thắng người khác." Vị tu sĩ Bà La Môn này về sau xuất gia theo Đức Phật, đạt được quả vị La Hán. Qua hai câu chuyện bên trên có thể thấy, có người mắng, có người kêu tên Đức Phật để chửi rủa, nhưng Ngài không nhận, đó chính là trí tuệ đỉnh cao. Còn người phàm chúng ta rất dễ để tâm đến lời nói, nói bóng nói gió ở đâu, chưa chắc đã nhắm đến trực tiếp chính mình, thế rồi tự sinh ra buồn giận. Như vậy mới thấy Đức Phật không hề chấp, nhưng cũng không hề buồn với những cuồng dại của chúng sanh. Theo quan điểm của Phật giáo, mỗi người sống trên cõi đời đều có một trình độ đức hạnh riêng. Trong cuộc sống, bởi vì duyên tiền định, trải qua nhiều kiếp đầu thai, người ta khó lòng tránh khỏi việc bị làm nhục phỉ báng, chỉ trích một cách độc ác, chỉ vì bị ganh ghét. Đối mặt với chuyện không vui đó, mỗi người lại có một cách đối xử với những lời lăng mạ khác nhau, tùy vào trình độ đức hạnh của họ. Lời Phật dạy với lời sỉ nhục rằng: ví dụ người khác mắng chửi, lăng mạ người lương thiện, người lương thiện không nhận những lời khó nghe đó, thì người ác giống như ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Nước bọt đó không văng lên trời cao mà sẽ rơi ngay xuống mặt của người phun. Thế nên người nhận thì mới sinh ra hờn giận đau khổ, người không nhận thì an vui hạnh phúc. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy rằng không nên quan tâm đến chuyện của thế gian, không nên loan truyền những chuyện tin đồn. Tức là chuyện trên thế gian thường là những điều thị phi, tranh chấp, hơn thua đố kỵ, còn các tin đồn
thường là vô căn cứ, không có xác thực, không được kiểm chứng, làm hại cho thanh danh của người khác. Tất cả đều làm cho tâm trí của mình xao động bất an. Con người sở dĩ đau khổ do si mê, chỉ một lời nói nặng cứ mãi ôm ấp trong lòng, vậy nên mới đau khổ triền miên. Chúng ta muốn tu hành noi theo gương của Đức Phật, phải bỏ hết những thói hư tật xấu. Với những lời khó nghe xúc phạm từ người khác, vốn dĩ ta đừng quan tâm, như thế mới an vui được. Một hôm có hai mẹ con nhà kia cùng nhau đi ra chợ, xong sau khi mua bán xong, lúc đang trên đường về, bỗng đầu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt chạy đến trước mặt của họ, bắt đầu buông lời sỉ nhục. Bà ta chặn hẳn đường của hai mẹ con, dùng những từ ngữ khó nghe nhất để chửi bới. Thế nhưng thật kỳ lạ, người mẹ không tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận, mà chỉ bình tĩnh nhìn người phụ nữ kia một cách dửng dưng, sau đó dắt tay cậu trai bỏ về. Sự việc thu hút chú ý của những người xung quanh. Một số người đang đi trên đường cũng dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Người ta đoán rằng hẳn là người mẹ kia đã làm gì đó rất có lỗi với người phụ nữ nọ, cho nên mới bị xúc phạm nặng nề như vậy. Thế nhưng chị ta lại không dám phản đối. Vì vậy, trước tình cảnh này, người ta hoặc là đứng im nghe ngóng, hoặc là bỏ đi, không ai muốn can thiệp hay giúp đỡ người mẹ. Thấy vậy, người phụ nữ kia lại càng lấn tới. Lần này, bà ta đi theo, chặn đường đi của người mẹ, tiếp tục sỉ nhục. Thậm chí, bà ta không chỉ xúc phạm trực tiếp đến người mẹ, mà còn động chạm đến cả gia đình, người thân, con cái của chị, dùng những từ ngữ nặng nề hơn nữa. Thế nhưng, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến khó hiểu của người mẹ. Chị vẫn tỏ ra không chút quan tâm, thậm chí còn mỉm cười trước khi bước đi. Cuối cùng, người phụ nữ lạ mặt kia dường như mất quá nhiều thời gian và sức lực từ việc mắng mỏ, cho nên có đôi chút mệt mỏi chán nản. Chẳng lâu sau, bà ta bỏ đi, không nói năng gì nữa. Đến lúc này, cậu con trai mới bắt đầu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ lại không nói gì hay làm gì trước những lời xúc phạm của bà ta, mà thậm chí còn mỉm cười vậy?" Bà ta đúng là kẻ xấu xa, chỉ giỏi đặt điều, lúc đó con đã rất tức giận. Trước câu hỏi ngây thơ của cậu con trai, người mẹ mỉm cười, sau đó tự tốn nói: "Để khi nào về nhà, mẹ sẽ nói lý do cho con." Cậu bé khi nghe trả lời như vậy vô cùng hiếu kỳ, chỉ mong trở về nhà để còn nghe câu trả lời của mẹ. Cậu đoán chắc phải có lý do bí mật nào đó thì người mẹ mới không nói ngay trên đường, mà phải đợi về nhà. Có lúc cậu mơ hồ đoán rằng có phải mẹ đã làm chuyện gì có lỗi với người phụ nữ kia, cho nên không dám nói ngay lúc đó. Chính vì vậy, khi về đến nhà, cậu đã không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để được nghe câu trả lời. "Mẹ ơi, mẹ có quen biết người phụ nữ kia không? Tại sao bà ta lại xúc phạm nặng nề như vậy?" Cậu bé hỏi. "Mẹ chưa bao giờ gặp bà ta, có lẽ bà đã nhầm với ai đó," người mẹ đáp. "Vậy tại sao mẹ không giải thích cho bà ta hiểu? Tại sao mẹ lại phải chịu những lời cay nghiệt đó?" cậu bé thắc mắc. Người mẹ không nói gì, lẳng lặng ra sau nhà, cầm theo một chậu quần áo bẩn, đưa cho con trai và nói: "Con hãy cởi bộ quần áo trên người, rồi mặc số quần áo bẩn này vào." "Không, không, con không mặc đâu. Sao con có thể cởi quần áo sạch rồi mặc quần áo bẩn vào người được? Chúng hôi lắm." Cậu bé vô cùng kinh ngạc trước yêu cầu của người mẹ và phản đối ngay. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của con lúc trước, người mẹ bình thản nói. "Ý mẹ là sao ạ?" Cậu bé vẫn chưa hiểu. Đống quần áo bẩn với mùi hôi hám kia chính là những thứ mà người khác cố tình vứt vào người của con. Chúng chính là những lời nói tiêu cực mà họ nhắm vào con. Còn việc của con có chấp nhận mặc chúng lên người, chịu đựng cái thứ mùi hôi hám đó hay không lại là quyết định của chính bản thân con.
Nếu con tiếp nhận những lời nói tiêu cực đó, chính là con đang bắt đầu phải chịu đựng sự khó chịu. Nếu con bình thản, kiên quyết không tiếp nhận chúng, không để cho chúng ảnh hưởng đến tâm trạng của con, thì chẳng có ai có thể làm cho con tồi tệ cả. Giờ con đã hiểu tại sao mẹ lại phản ứng như vậy chưa? Người mẹ giải thích cho cậu bé. Điều cốt lõi trong giáo lý của nhà Phật chính là tự vô ngã. Khái niệm này có nghĩa là không có gì là của ta, cho nên cũng không có cái gì thực là của ta. Đó chính là triết lý cao thượng chúng ta cần phải nghiên cứu và học hỏi, suy tư thật thấu đáo, để khi gặp phải tình cảnh bị người khác nhục mạ, hủy hoại danh dự, ta vẫn có thể giữ được tâm trí bình thản. Cần phải nhớ rằng, khi một người buông lời chửi mắng, sỉ nhục bạn, nếu bạn không nhận lời chửi mắng đó, thì không có gì phải phiền muộn về nó. Một người bị sỉ nhục, nhưng có thể dùng tâm thái an nhiên, ung dung bình tĩnh mà đối đãi với mọi người, tức là đã có phong độ của một trí giả, bậc đại trí tuệ. Để có thể đạt được cảnh giới này, phải là người thực sự có tu dưỡng mới làm được. Đó được gọi là nhẫn nhục của tâm ý, tức là những người nhẫn nhục trước nghịch cảnh của bản thân, không có ý nghĩ than trời trách đất. Người nhẫn nhục trước cảnh bị hành hạ sát thân hay vu oan giá họa, nhục mạ đủ điều cũng đều nhẫn cả. Chỉ giải thích một cách chân thật, không hề có ý nghĩa tức giận, trong lòng không nổi lên oán hận, sẽ trả thù sau này. Lời nói ra có thể mang đến tác dụng tốt, mà cũng có thể là lưỡi dao bén khiến cho người ta tổn thương. Những lời nói quan tâm, an ủi, xoa dịu nỗi đau của lòng người, làm vơi đi tâm trạng buồn bã. Lời nói nhã nhặn, khuyên răn kịp thời có thể thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, từ đó dần thay đổi những hành vi, việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói ác khẩu, sỉ nhục lăng mạ có thể đẩy con người vào vực thẳm tội lỗi, khiến ta ăn năn hối hận cả đời. Những người thường dùng lời lẽ thâm độc để mắng giết, làm nhục người khác trong cuộc sống hàng ngày, trước hết chính bản thân người đó đã thể hiện bản chất thiếu đạo đức, thiếu văn minh, từ đó làm hạ thấp uy tín của bản thân, khiến cho người xung quanh dần phải xa lánh họ.